Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè Nam Châu quốc tế. Tiếp tục trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì em về có thêm được một ít hàng nữa, thì giới thiệu qua với các bác là con Mr. Dynacorp và một con đẩy nguồn xung, cộng thêm đó là một con đẩy nguồn biến áp nhưng mà siêu to siêu nặng, nặng cực kỳ luôn. Rồi ok ông cháu, khui hàng hộ chú cạnh. Đấy thì hôm nay là khách mời tự nhiên mà đến, khách không mời mà đến là mời unbox hộ hàng luôn, xem là nó gọi là có may mắn không. Nói chung là em nhảy rất nhiều chủ hàng rồi, nhưng mà chủ hàng ở trên Lào Cai này thì em thấy là anh em cũng khá là có duyên nên là bán hàng nó khá là trôi. Đấy, không như là một số nguồn hàng em lấy ở Hưng Yên Thái Bình thì nói chung là cũng khó lắm, thấy về mãi không bán được, nhưng mà được cái là kiểu anh em nó hợp duyên hợp số hay là bán hàng nó cũng kiểu nó trôi nhanh phết các bác ạ. Về con nào là y hàng có các bác gọi điện hỏi thăm rồi quan tâm rất là nhiều. Đây tỉa cạnh này, cạnh này, cạnh sau bên cạnh kia. Đấy. Đấy. Không biết là có nhờ được thêm người làm không, chứ bây giờ làm một mình nói chung nó hơi khổ khổ tí các bác ạ. Đấy, bây giờ em sẽ mời các bác cùng xem nhé. Đấy, đây là cái mặt sau. Con này là cái này là của SVT Sáng Việt này. SVT này, Sáng Việt này. Đấy. Lần gỡ lên hộ chú các. Hàng về nó rất là cẩn thận. Đấy, ok, đa số như chú xin. Đây là cọc CMS 1000, hàng về chưa vệ sinh nhá. Vẫn còn nguyên bụi bẩn rồi các cái này. Con này thì giá em bán giao lưu với các bác rất rẻ thôi. Chỉ là có vào là 3,2 triệu. 3,2 triệu nhá, giá tại cửa hàng. Đấy, không biết là cạnh đây nó có tai này, mất tai, ô thôi chết rồi. Mất tai này thì cũng vỡ mồm rồi. Tham rẻ thì cuối cùng bị mất tai cạnh này vỡ mồm rồi. Thôi rồi, không sao, cái này để chơi cũng được. Đấy, tình trạng là xấu như hình nhá, quay ban đêm nó không được đẹp lắm. Rồi, cái này đẩy xuống chú đâu đây. Để vào cái ghế đó kia. Đây tiện đây em sẽ giới thiệu luôn con này. Con này với các bác. Con này là made in nguồn xung. Nguồn xung nhá. Con này thì chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, mà các bác thích nguồn xung thì bên em có nguồn xung. Đấy, rồi ok. Nhấc đèn luôn. Rồi. Rồi đặt thôi, xuống, đặt như vừa nãy. BB nó có dính vào áo nào. Đấy. Đặt xuống. Đấy, con này là T-Max nhá. Con này máy là máy nó kiểu tháo ngược. Nó không phải tháo bình thường, tháo ngược. Đây. Bây giờ lại tiếp tục mà ông cháu unbox hộ cái. Đây, ốc bên cạnh đây. Đấy, hay không đi cầm quay chú nhá. Quay chủ yếu quay hàng thôi, đứng ngược sáng rồi, đứng chéo xong này. Đấy. Các bác xem luôn này là lâu lắm rồi em mới nhờ được người để quay hộ review này cho nó khách quan. Tuy là ánh sáng nó không được tươi lắm nhưng mà nó chân thực. Con này thì máy không có nó gọi này là quá khủng, nhưng mà được cái là rất là chất lượng nhé. Chuyên đánh dây. Con này thì chuyên đánh dây. Dây đơn thì đánh được một đôi, một kênh. Còn dây đôi thì đánh được một chiếc, một kênh. Công suất thì em sẽ cho các bác xem. Máy rất chất, cực kỳ chất lượng luôn. Hàng cao cấp, mang từ nước ngoài mang về. Quay nhanh thì tí ông cháu mở tay. Một tối đi. Ừ thì iPhone nó tối mà. Chưa có tiền mua 11 hay 13. Chưa tạm có 6S quay nó hơi củi tí. Bao tiền là dồn hết lấy hàng. Rồi ok. Đây là cái mặt mà em sẽ mở ra cho các bác xem này. Ui rồi ôi, máy chất chưa. Con này thì phải gọi là chất chơi người rơi luôn. Đấy. Biến áp nguồn, máy móc bên trong rất là khủng bố này. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 18 18 đây là 36 36 con sò 2 tầng công suất nhé. Chiếc 18 sò một kênh. Đếm điện trở nó ra sò công suất thôi, có gì đâu. Anh còn biến áp nguồn rất là to này. Khủng bố đại ca đại tàu. MOSFET nguồn này. Nói chung máy rất là chất lượng. Rất chất lượng. Nhìn linh kiện là biết rồi. Biến áp nguồn khủng nhá. Cục biến áp nó to nó còn cao thế này. Thì đây các bác xem nhá, con này là đến từ thương hiệu T-Max. T-Max cái này để hơi ngược tí.
Con này là con model là DCX1002, tức là 1000W nhân 2 kênh. 1000W, con này thì các bác có thể đánh được các loại dây siêu dây, ví dụ như cái dây Ebo ấy, thì các bác có thể là đánh một con đẩy này đánh được hai đôi dây. Đấy, nôm na nó là vậy. Nguồn sông nhá, nhẹ. Đã gọi là nguồn sông thì nó phải đánh cùng các loại như là array, mà nhất là loa neo thì đánh nó sẽ được cái hiệu quả cao hơn là đánh array loa từ thường. Cứ gọi là bát neo là ăn điểm rồi, còn tem neo thì nó còn tuyệt vời hơn nữa rất là nhiều. Đấy là mặt trước nhá. Đấy, thì bây giờ sẽ lật ngược lại này. Đây là lật ngược lại cho các bác xem này, thương hiệu của nó là T-Mex. Đấy, T-Mex model là DCX1002. Đấy, có hai volume tùy chỉnh ở đây. Con này các bác có thể đánh súc đơn, súc kép được. Súc đơn, súc kép cái loại từ thường đánh được thoải mái. Ok, và tiếp theo là đến cái phần cục đẩy kia. Rồi để chú quay cho. Đến cái phần cục đẩy này thì tiếp tục lại mời ông cháu review hộ cái ảo unbox hộ cái. Này, cầm đây dài phát. Đấy, thế là sao? Dao nó hơi cùn tí. Nhưng con này thì cũng thuộc dạng là khủng nha, không phải dạng vô phấn đâu. Con máy này rất là khủng. Thì tí nữa em sẽ cố gắng review hết cả luôn. Còn có mixer thì thôi, review xong vậy. Đấy. Con này là đến từ thương hiệu Steam. Steam này. Con này là model của nó là 800W một kênh, nhưng mà có thể đánh được súc kép. Đấy, công tắc điện áp luôn này. Con này thì Technology Inform SA nhé, công nghệ của Mỹ. Rồi thì tiện đây em tháo luôn cho các bác. Ừ. Dây nguồn của nó thì phải cộng rồi. Con này là máy rất là chất nhá. Chuyên cho các bác đánh ngay xong sự kiện. Hộp hộ chú cái. Này, ốc đây. Đây, đây. Đấy. Đấy, cứ bỏ ra ra. Bọn này lính mới nó hơi nóng ngóng tí, nó có thông cảm. Cái gì mới lạ nó cũng thế mà. Con này thiết kế mặt của nó rất là khủng nha. Mặt của nó vòng như trước này, hai volume kênh kênh A kênh B. Đấy. Máy rất là chất lượng mà. Quăng đi. Mạnh tay vào. Đấy. Cứ từ từ rồi nó sẽ quen đây. Ốc lên đã. Xong tí nó xoay ngược lại. Dây nguồn của nó to thế nhỉ. Ui giời, dây nó to dài như con chăn đấy. Dây to dài như con chăn, dây mềm nhá. Technology Inform SA nhá, tức là công nghệ của Mỹ. Đấy. Đây nữa. Sọt thêm. Mặt của nó rất đẹp. Rồi, xoay cái mặt trước. Cứ đặt lên đây, đặt lên. Đào tạo linh mới, xoay. Rồi, ok được rồi. Rất là nặng. Tháo bên cạnh này nữa. Rất là khủng bố luôn nha. Đấy, kênh A này, kênh B này, Professional Power Knee PRO 8200 Steam. Đấy. Con này thì quá khủng luôn. Nhưng giá cũng đắt lắm. Ok. Ốc cầm xong để gọn đâu đấy hả chú ơi. Xem có gì đựng không nhỉ. Ở đây. Để tạm đây. Đây là cái phần mat in của nó. Các bác đã thấy con đẩy nào mà chất lượng như này chưa? Hai biến áp nguồn. Đấy, rất khủng bố luôn, hai biến áp nguồn. Xò đây. 1 2 3 4 5 6 7. Nhưng mà không đếm kiểu ý, mà đếm phải đếm sóng suất này. Nhiều phết đấy các bác ạ, nhiều phết đấy. 1 2 3 4 5 6 7. Ôi, nếu mà tính thế này thì nhiều lắm. Không biết là bao nhiêu. Không biết là bao nhiêu. Bao nhiêu. Bởi vì nó cả hàng trên hàng dưới này cứ đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7. 7 là hàng trên, dưới là 14 này, 14 như thế này nữa là 28, 28 mà nhân đôi thì thành bao nhiêu? 56. Đây các bác xem nhá. Bên A, bên B. Máy này là gọi là máy đời 800W một kênh thì nó như này. Còn nếu mà máy mà tầm 1000 đến 1200 thì nó sẽ có thêm tụ ở đây, tụ lọc nguồn đây nữa. Và đây các bác xem này, đúng cái đời mà gọi là Technology Inform SA nhá. Tức là cái đài này thì em chỉ dám nói là công nghệ của Mỹ thôi, chứ không dám nói là sản xuất tại Mỹ nhá. Bởi vì nãy máy nó rất là khủng, nặng, to, cồng kềnh. Chỉ dám nói là công nghệ Mỹ thôi, còn bác nào mà nói là
sản xuất tại Mỹ thì em không dám chắc đâu. Đấy. Sử dụng sò là C3263 và A1294. Đấy. Tụng nguồn đây, của nó là hai vỉ nhá, vỉ trên và vỉ dưới của nó. 1 2 3 4 5 6 7 8 tụ. 8 tụ một vế. Đấy. Tụng nguồn bên này nó kênh này. Đấy. Nguồn dưới nó bên kia. Đấy. Được chưa? Dành nguồn này các bác xem này. Đấy. Rất là khủng bố. Dành nguồn nó nom này, nom 2. À con này máy class H. Máy con này là máy class H nhá, rất là khỏe, cực kỳ khủng bố. Đấy. Nên là cho các bác là đánh mấy cái loại súp vỡ vẩn à. Này là nó đánh căng đấy. Nặng quá. Thì em sẽ quay cho các bác xem vào sau nhá. Ui giời ơi kìa. Các bác xem này. Đúng là technology inform hết à. Đấy. Series đồng hoàng luôn. Đấy. Cầu chì này, input ninh này, cộng trừ GND, cộng trừ GND. Đấy. Norm pad này, P pad và high pad, tức là có chế độ đánh cắt xúc luôn. Cắt xúc luôn kênh A kênh B riêng biệt. Cầu ra loa đây. Jack input đây và jack cắm theo kiểu là kiểu cực kỳ chuyên nghiệp đây, có kiểu này. Đấy, máy thì rất đơn giản này thôi nhưng con này giá rất là đắt nhá. Rất là đắt đấy, không rẻ đâu. Nhìn này thôi đắt lắm đấy. 6 triệu 3 một con. 6 triệu 3 chưa tính ship đâu. Ship thì chắc là cộng 200 nữa 6 triệu rưỡi. Rất là khiếp luôn. Em ít khi không thấy mấy con đẩy nào mà nó khủng bố này. Các bác xem. Nhôm của nó này, sỏ đến mọi tay luôn, nguồn biến áp này. Con này là công tắc nguồn của nó lại niền luôn cả Zone áp luôn. Đấy, niền luôn cả Zone áp luôn. Để em sẽ quay cho các bác xem trong này. Đấy, nó có con công tắc nguồn siêu to khổng lồ này. Đấy, thấy chưa? Đấy, công tắc nguồn này. Đây, xong là cái ốc vít của nó. Vít đóng điện nguồn đây. Chứng tỏ con này ăn dòng và ăn công suất nó rất là lớn thì nó mới chơi theo kiểu là công tắc niền áp luôn này. Chính ra kiểu Mỹ nó làm này rất là tiện. Giống như chiếc đẩy Crest Audio CC4000 hôm đầu em có giới thiệu. Thì là máy class H có 32 sò thôi. Mà nó còn tải được 2 ôm. Con này thì thông số thì em chưa biết đâu nhá. Nên là về trong tình trạng là cập dập này về cái quay luôn. Ăn may được ông cháu ông quay hộ. Đấy. Rất là khủng bố luôn. Đây các bác nào quan tâm đến con này thì hệ trực tiếp nhé. Thì mang cái kia em sẽ sử dụng con đẩy này để test đôi súp EGN này. Đấy. Đây là con súp S. Đấy, Steam 800W nhưng mà có khi phải khỏe ngang 1200W 8 ohm ấy. 800W 8 ohm nhá. Nếu mà 4 ohm của nó thì em đoán nó khoảng tầm là 1600-1800W một kênh. Con này không phải đời mới, đời gọi là đời cổ, nhưng mà được cái là bền. Bền cực kỳ luôn. Này là các bác mà làm nay sau sự kiện tiệc cưới chỉ cần một con này thôi, đánh súp két căng đét. À con này thì phải ghép với Ebow. À thế thì rồi, con này thì em sẽ bớt lại, bán cho ông bác ở trong làng để đánh Ebow. Cho nó hết chất luôn, đúng không? Con này sẽ bớt lại. Bác ơi, cho ông đấy đẩy về rồi đấy. Con này chưa đánh xúc kép, bác đánh thử đi. Đấy, ok thì để cháu giữ lại, còn không thì cháu bán đi. Đấy. Ok nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Quả này mà đánh Ebow thì đúng phải hết thuốc luôn. Ông nào sẽ ghép thử và em sẽ quay review để mời các bác xem nhá. Hẹn các bạn trong clip lần sau nhé. Đấy. Bây giờ phải báo giá lại nữa. Con T-Max này thì chắc có khi này em phải xem lại giá đã. Không thì bây giờ đọc nhầm giá là vỡ mồm. Đây của nó là 2x1000W Pro Power Professional Amly này, NSC. Đấy. Và cái con Mixer kia thì sẽ báo giá sau. Con này thì cứ biết là 6 triệu 2 nhé. Con kia em phải xem lại giá đã. Bởi vì đọc nhầm giá cái như hôm trước đọc nhầm giá cái. Mấy cái đèn đọc nhầm giá các bác chửi em như đúng rồi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé.